củ rau mớp trị bá bệnh. Rau mớp bằng dưa. Nè, rau mớp nè các bạn, rau mớp bằng dưa làm chua. Đây. Rau mớp non nè. Củ rau mớp uống trị bệnh rất là nhiều hiệu quả nha. Con này cộng rau mớp non nè. Bút cho các bạn xem. Đó, rau mớp chứ không phải rau muống nha. Nó nguyên đám rau mớp, còn cái củ rau mớp để mình dạt ra mình uống á. Cho mấy người nóng gan các kiểu nha. Rồi đây, cái củ rau mớp này nè, về chặt ra dạt ra mấy chỗ khúc nam nó chắc rành.